Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Slender Rising. Let's go. Ok, phần này thì mình sẽ chọn ở đây đi. Rồi, tựa game này thì các bạn cách chơi rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ đi xung quanh cái map bản đồ này và các bạn tìm cho mình những tấm hình. Ở trong đây thì có Slenderman. Khi gặp Slenderman thì các bạn phải chạy thoát và trốn thoát khỏi ông ta. Nếu không thì các bạn nhìn ông ta một lúc là ông ta sẽ bắt các bạn luôn. Và các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Ok, gần đây thì có một tấm hình rồi. Mình sẽ vào trong sâu đây. Ok, let's go. Rồi, tiếp tục đi ra ngoài. Gần đây có tiếp. Không biết vào trong này không. Đúng rồi, chuẩn luôn. Lên đâu, chạy thôi. Oh my gosh. Chuyện thật đây. Này là sao? Không biết tiếng trống ở đâu. Hay là tiếng chân của ông ta. Đây là một nơi đã bỏ hoang rất là lâu rồi. Gần đây có này. Đối diện, ở đối diện rồi. Đối diện bên này, mình phải đi đường bên này xem. Đi sang đây đi. Đây cũng có này. Ok, let's go. Đó, các bạn cứ đi xung quanh map này, rồi các bạn tìm cho mình những tấm hình, sau đó các bạn thu thập về. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, Evin Kids. Let's go. Start game. Continue. One day. Rồi, đầu tiên các bạn nhặt cho mình cái chậu này. Sau đó thì mình sẽ vào trong nhà vệ sinh, lấy đầy nước luôn. Ok, let's go. Skimmer. Một chiếc chìa khóa. Ok. Rồi, mình sẽ bỏ chiếc chìa khóa ra đây. Sau đó thì mình sẽ lấy luôn cái một lọ thuốc độc. Thuốc này là tẩm như kiểu thuốc sổ. Khi tẩm vào thức ăn thì cậu ta sẽ ăn vào. Và sau đó thì cậu ta sẽ đưa ra. Mình sẽ vào tẩm luôn thức ăn cho cậu ta. Một cú bin.
Rồi, mình sẽ ra đây bẻ một cành que. Tiếp tục bẻ cành que tiếp theo. Let's go. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ phải lấy chậu nước này và cho vào trong này. Vâng, cái đầu này đang loay hoay trong này. Ok. Cái này hiện tại các bạn chưa vào được nhá, các bạn phải uống một loại nước, sau đó thì các bạn chế ra và uống vào thì mới vào được bên trong. Chiếc chìa khóa, ok. Ba sáu tám bảy, let's go. Rồi khi các bạn uống vào thì các bạn sẽ vào được bên trong này. Rồi mình sẽ uống. Sau đó thì mình sẽ cầm chiếc pin này. Ở đây là chiếc chìa khóa để các bạn thoát ra khỏi nhà của cậu bé này. Và bây giờ thì mình sẽ ra cửa chính thôi. Sau đó thì mình sẽ mở chìa khóa và mình sẽ chạy thoát khỏi ngôi nhà của cậu bé này, bé ma này. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ ba. Đấy là một tựa game kinh dị rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Play, let's go. Continue. Rồi, mình sẽ sang phòng bên. Từ đêm này thì các bạn phải đi thu thập những cái túi tiền này và những con số
Còn con mắt này thì các bạn thu thập để các bạn xem là con ma nó đi đường nào, thì các bạn sẽ phải né tránh và sẽ phải đi đường khác thay vì gặp nó. Và đây thì mình sẽ ấn cho các bạn xem, nó đang ở dưới rồi, đang dưới tầng hầm. Ok, bây giờ thì mình sẽ phi luôn lên trên tầng 2. Đây không có gì, và mình sẽ sang lô phòng tiếp theo. Tiếp tục vào. Đó, các bạn cứ đi vào những căn phòng như thế này và các bạn tìm tất cả luôn, làm sao để cho các bạn là đủ, thứ nhất là đủ túi tiền, thứ hai là các bạn phải đủ những con số, thì đó thì các bạn mới có cách để thoát ra khỏi ngôi nhà ma này. Và ta nào gần đây chuyển vào đây không, và các bạn ở trong ngôi nhà, trong một căn phòng nào đó thì bà ta sẽ không vào được bên trong rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ tư, Granny Chatterjee Develops. Blay. Let's go. One day. Ok, let's go. Wow, ông ta ngủ. Nhân tiện mình sẽ mở luôn cái này ra. Có gì chỗ này? Đây là một bức ảnh. Mình sẽ để đây. Wow, không ông chồng rồi. Oh my gosh, mình đang đóng cửa thì mình vào trong, anh ơi, đóng cửa ngược lại, đâm ra lại bị bắt luôn. Wow, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, cũng của hãng Develops. Đây là một tựa game ma. Let's go. Bóng ma trong bệnh viện. Rồi, mình sẽ phải vào thu tập từng mảnh giấy, từng tờ giấy một. Mình sẽ đi về vào từng phòng một và tìm xem. Đây không có gì. Tiếp tục. Let's go. Một chiếc chìa khóa. Ok. Tiếp tục chiếc chìa khóa nữa này. Rồi mình sẽ đi xuống dưới đây xem có tờ giấy nào không. Đây, một tờ giấy đầu tiên. Wow. Trong này không có gì. Mình sẽ ăn chút máu nhá, làm một bình máu đây. Ok, let's go.
quỷ có vẻ đang đối diện mình ở bên đường bên kia. Mình nghe tiếng rất là gần luôn. Wow, sợ thật. Điều đó giật mình luôn. Đó, các bạn cứ đi từng phòng một và thu thập 8 tờ giấy, tìm kiếm và thu thập 8 tờ giấy thì các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi bệnh viện ma. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. One day. Rồi mình sẽ ném cái lọ chai này xuống đây để dừng cho bà ta lên. Wow wow wow, chậm thế. Một cái sách chim, sách học với chim. Wow, mà ta đặt luôn vào, đặt luôn một cái bẫy luôn, sợ thật. Oh my gosh, giật mình. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang một tựa game ma. Let's go. Ok, khi con ma xuất hiện, các bạn sẽ phải ấn vào trong màn hình để trùng trăng, sau đó thì lại nhả ra. Và đây là cái thời lượng các bạn gọi là nín thở. Rồi, let's go.
Oh my god. Giật mình luôn. Wow 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 wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Evinun. Let's go. Đây là một tựa đề game nói về một bà sơ điên. Bà ta thờ quỷ Satan. Các bạn phải làm sao để tìm cách thoát khỏi trong ngôi nhà của bà ta. Một ngôi nhà rất là rộng luôn. Và vừa đi thì mình sẽ vừa phải thu nhập tiền. Tiền bà ta vứt rất là nhiều ở đây. Ok, bà ta chưa nhìn thấy mình. Rất là hãi luôn. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.